Xin phép chú Châu tí nhá. Cháu qua em tí. Đây vào vừa nãy là ở vườn, bây giờ vào nhà chú. Ở trên sân thượng. Cách vườn độ chắc một cây số thôi. Không biết bắt đầu từ đâu cây nào thấy thích. Đây, cho để cháu ra cái chỗ con nghê này kìa. Đây, các bác, cái vườn rất là mỹ thuật. Chú Châu thì chú Châu thì rất là nhiều cái bài. Tôi vừa mới biết thôi. Chú cũng là về chuyên gia máy rồi là bên xây dựng về kỹ thuật đại loại như vậy. Tôi cũng không hiểu nhiều. Nhưng mà đại loại là nhìn đến cái cây đi. Chúng ta quan tâm đến cái cây đi. Thì là lại một cái tác phẩm kinh điển mà phong cách của chú nó đã nhuyễn rồi. Và bây giờ chỉ có triển tiếp lên thôi. Thì các bác nhìn nó sẽ dễ hình dung. Chú gọi là con nghê đây. Nó đúng là như hình con nghê đấy. Đường đục nó đã có thời gian rồi. Nó có thời gian rồi các bạn nhìn. Chân cốt các bạn nhìn. Cây nó rất có chiều sâu, nó rất thoáng. Cây rất chiều sâu các bạn nhé. Nếu như các bác xem cây của chú Châu thì các bác lại có cái thay đổi là mê đục. Các bạn ạ, mê đục. Thì tại sao người ta làm được như thế này? Người ta ngại đục là người ta không biết làm. Cái thứ hai là cây xấu người ta mới đục, nhưng mà đây là chú đục có ý đồ, có ý tưởng làm một cái cây nó rất sâu, rất chiều sâu. Nó nhìn cái tay cút này, cái đường thân rất gấu, rất dị. Đây, chú đây, cái cây kia nhìn rõ hơn. Dạ. Vâng, cháu cứ đi dần dần. Các bác nhìn nó có cái giếng trời ở giữa. Tôi sẽ quay bằng cái điện thoại, nó hơi khó view hết. Tôi sẽ quay để các bác hình dung sơ bộ rằng cây phôi đẹp và cây đục các bác gặp rất nhiều nơi, nhưng mà sang đây các bác sẽ thấy những cái nét mới lạ, mà chú gọi là phong cách cây đương đại, không sao chép, không copy. Đấy, sau này sẽ để đời thành những tác phẩm nó kinh điển. Thì đã nhìn rõ rồi, nó chưa hoàn thiện nhưng mà các bạn nhìn nó đã rõ, các bạn nhìn. Đấy, mình là hậu bối và chơi lôm côm thì nhìn thế này thì đúng là như bần nông gặp địa chủ. Các nhìn cái đường đục. Đây là chú làm từ năm 90 đấy. Vâng. Chú đục mà cháu không bao giờ, cháu không biết học đến bao giờ mới đục được một ít như này. Trong đầu nó không nghĩ ra được mà đục cái chứ. Chưa nói đến chuyện là làm được hay không. Tất cả đây những cây của chú là làm đều là bất quy tắc hết. Vâng. Không thích những cây bất quy tắc. Bay vượt ra khỏi cái đi vào đây. Ui. Ba thằng lên nó chả tỉnh sao đâu. Ghê lắm. Đây. Đẹp quá. Ui, cái đá cái đẹp quá. Bây giờ ông nào mà xem cái video này xong lại muốn đi học lại nghề chứ ạ, thì biết học nhiều. Muốn đi học lại. Cảm giác mình đang bị đi sai đường chứ ạ. Chú nói xong hay là đục ấy, không phải dạ. Một lần mà xong đâu. Vâng. Đến lần thứ tư thì bay ra phía sau. Xong rồi không, lần đầu xong rồi không biết là lại. Như bọn cháu bây giờ nhìn vào cây không biết phải làm như thế nào thì khó. Bao giờ mà nhìn vào cây là dám làm, dám lùa vào. Cái cây này thì nó rất đẹp, nó hơi có nhìn đến cái kia, các bác nhìn dễ hơn. Tí nữa sang cây đấy cũng là một con nghê. Tôi không biết phải quay từ đâu, bây giờ phải nhìn chỗ nào nó cũng thấy chi tiết, thấy sâu thăm thẳm và rất khỏe. Ví dụ như cái dụng này, không biết các bác nhìn rõ, nó hơi ngược sáng, nhưng mà đây
mít mít này, móc móc của trong ra, bất quy tắc đúng không, bất quy tắc. Những cái đường đục nó không không theo một cái quy tắc nào, nó thuộc trường phái kỳ dị nhưng mà lại rất kỹ thuật, cây không hề bị yếu. Đấy, đây là những nét sửa thì đâu phải là một sớm một chiều mà làm được. Cái này là chú làm nó từ một cái khối này mà làm thế, làm từ lúc xong thì nó xong. Chỗ này hết đất nên tôi không đứng được, tôi không quay được rộng hết. Đây, tôi nhìn cây rất khỏe nhé. Cây này thì dễ xem hơn, anh em dễ xem hơn. Cây này mà nhìn trên ảnh thì không thể nào mà ấy được, tưởng tượng phải vào tận nơi. Vào tận nơi. Đấy, anh em nhìn. Đâu cũng phải là một sớm một chiều mà được. Đây, những cái nét vàng vàng mới này là mới chỉnh sửa này. Nhưng những cái gầm này, gầm này các bác nhìn này, gần như là không có ruột, rỗng hết ở trong, rỗng hết ở trong, rỗng hết. Con này bữa nay em đứng đây chắc cũng chưa xịn. Cây từ trước này nhìn. Tôi dám chắc các bác nhìn trên màn hình nó không tưởng tượng hết được, nhưng các bác đến thực tế thì sẽ thay đổi hoàn toàn về cái lối chơi cây, cái suy nghĩ về việc đục cây. Còn phong cách của các bác thì cố gắng vẫn giữ nguyên, nhưng mà chúng ta đi tham khảo thấy những cái mà người ta làm gần như mình chưa tưởng tượng ra. Các nhìn một cái đơn thuần như một cái rễ thế này đi, các nhìn đục đến bao nhiêu lần, rất kỳ dị. Cây rất nhẹ, chiều sâu, nó không phải là một khối đặc này, lùa trong các bác nhìn này, nó sáng lên tận bên kia, nó sáng lên tận bên kia. Để nhìn xin anh bên kia. Đấy, đó thì kiếm không ra. Đúng rồi. Đây là kể cả những cái hai cây tượng này đấy, giờ hỏi mua nó có bán không? Đúng rồi, chú như chú nói là nó cây nó sâu thăm thẳm và nhìn nó có những cái khoảng sáng sắc tận bên kia. Đấy, nó ăn ảnh cái cũng là chỗ này. Sâu thăm thẳm. Con gì cọng con nào? Này tôi không dám đứng vào, nhưng mà rất muốn quay cái chỗ này. Đại ơi, 5 năm nữa đây ạ. Vâng, tâm lý thì sẽ tiếp tục, bây giờ nhìn được khác. Từ trước đến đây này, đại thế là một cái dế này. Năm điền nó như vậy các bạn. Nó mít hết như kìa ấy mà. À đây, ta không cho nói chuyện. Dám vào đây nhá. Đấy. Nhìn như ở trên lốt te. Bây giờ nếu ta đi quen rồi. Đấy. Xong nhá, là phải đợi nó mọc
công để xem cái đường mọc của nó như thế nào. Ví dụ như cho thấy là những cái nét đục cũ và mới này. Trước đó là một cục xấu à? Vâng. Đặc à? Dạ. Về cái cục đặc ấy thì càng to càng xấu. Càng đặc. Đấy. Lúc này nó mới ra khoảng tối quảng sáng. Có thể nhìn xuyên sang bên kia được. Sâu thăm thẳm. Cái tối nó tương phản cái sáng, cái sáng nó tương phản cái tối. Và ngắm không bao giờ hết được những cái nét đẹp. khi đạt được đến tầm này nhìn cây vải. Vâng, không bao giờ chán. Không bao giờ chán. Chỉ nhìn phải lòng nó suốt. Chỉ nhìn một cái khẩu này là đã nhìn mãi cả ngày được rồi. Sẽ. Mà một vài năm nữa cho quay lại thì nhìn nó lại. Hai năm nữa cháu nhìn quay lại nó đấy, biến nó lại biến thì nó sẽ hít hơn rồi. thì đấy núi nó mịn nhìn. Không cứ chưa lào đơ luôn, không có một nét lào đơ mà cái này thì chắc không ai có thể sao chép được của chú rồi. không sao chép được, tập kiên trì lắm, tập gan lắm. Ừ, không sao chép. Giờ anh em họ đang ở thị trường này, cái tay này anh em nó đang mải mê một thương mại như nó họ. Vâng chính xác, sáng tác không đúng săn cây và giao lưu thương mại, thậm chí cây vừa về là cắt tí là bay chủ khác rồi, cũng quanh quẩn đấy. Vẩn không nào không tỉnh thì nhầm hàng hết đấy. Mà đâu có rẻ đâu đấy. Nghệ thuật chân chính là thế này, còn tiền bạc thì là nó là chuyện khác. Những tác phẩm như này thì tiền nong thì không phải nói chuyện đâu. Cây này là chú làm đến giờ này nó tầm độ 15 năm nay rồi. Mới xong bộ tiếp đất 15 năm. À. Chú cảm giác tôi đứng trẻ. Đẹp quá. Đẹp từ bên ngoài mạch ra các kiểu đều. Chỗ nào cũng muốn ngắm nhìn. Chỗ nào cũng muốn nhìn. Tài hoa. Ở đây chú toàn cây là hoa thú hết rồi. Cây hoa thú ở ngoài thiên nhiên, cây hoa thú hàng trăm hàng nghìn cây mới có cây. Vâng. Tinh xảo và về kỹ thuật, về thẩm mỹ. Kỹ thuật và thẩm mỹ có hai cái, kỹ thuật và thẩm mỹ. Đấy, đây. View trên này đẹp. Rừng Sam Hương. Đấy, nhìn con nghê kìa. Cây khác thì nó là đẹp, nhưng mà cái nội dung của video tôi muốn nói chuyện đến cái lối làm cây của chú thì còn rất cần rất nhiều video nữa. Hôm nay tôi thực tế là tôi cũng choáng, tôi nhiều khi bối rối, tôi không biết nói gì. Đây, mình có xi này của chú, có xi này của chú, nhìn tôi đã thấy mềm. Bé nói chung thì nói một câu là tôi làm cây rất dị, thường thường tôi làm tinh xảo, video quá nhá. Giờ chỉ ngang chú thì tôi chưa nắm
Còn cái vườn thì ở chỗ chỗ đường mới Tân Triều chiều đi vào một tí là hỏi chú Châu thì ai cũng biết đây là địa chỉ nhà. Chỉ nhà thì tôi cũng chưa nắm được, đi lòng vòng với ông anh vừa mới phát hiện ra thôi. Thì để các bác hẹn các bác ở những video tiếp theo nhé.